Mẹ tôi đã đẩy tôi vào chuồng gấu và đây có thể là câu chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi tên là Ellie, năm nay tôi 3 tuổi tôi là một cô bé hạnh phúc cho tới khi đến thăm sở thú. Đối với một cô bé như tôi, những con động vật tạo sự tò mò và hấp dẫn. Tôi đã đi cùng mẹ mình, mọi thứ dường như thật tuyệt vời. Nhưng bi kịch đã xảy ra đối với tôi khi mẹ tôi cố tính ném tôi vào chuồng của gấu hoang dã. Tôi rơi từ độ cao 5 mét, thật sự rất kinh hoàng. Đó là mô tả tốt nhất mà tôi cảm thấy lúc đó, sự sợ hãi xâm lấn con người tôi khiến tôi có biết được điều gì đang đón chờ mình ở phía trước. Tôi đối mặt với một con gấu khổng lồ và hung dữ nó tên là Jojo. Có lẽ bạn đã nghĩ đến một kết thúc bi thảm đến với tôi, nhưng thật bất ngờ, con gấu đã không tấn công tôi, nó chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần. Dường như nó đang cố gắng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tại thời điểm lúc đó, những người nhân viên trong sở thú đã can thiệp, tìm cách để đưa Jojo tránh xa khỏi tôi. Tiếng la hét của họ, sự hoảng loạn của họ khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn thật may mắn đối với tôi nhờ sự dũng cảm của họ mà tôi đã được cứu sống và đưa tới nơi an toàn tôi được đưa tới bệnh viện với rất nhiều vết bầm tím và tinh thần bị chấn động biến cố này đã làm thay đổi con người tôi dù tôi cảm thấy may mắn vì cuộc sống đã cho tôi một cơ hội thứ hai nhưng vết thương trong lòng của tôi sự đáng sợ không phải ở con gấu mà là ở chính người mẹ của tôi một hành động mà tôi vẫn luôn đặt ra câu hỏi vì sao mẹ lại làm điều đó với mình tôi kể câu chuyện của mình để bạn biết rằng ngay cả dù bạn có ở trong bóng tối vẫn luôn có tia ánh sáng để hy vọng